hình như 3-4 năm về trước. Hoàng Trung Sướng cư sĩ ở Thâm Quyến mới có 30 tuổi, còn rất trẻ. Nghe được pháp môn này, cậu ấy phát tâm nhập thất chuyên tu, nhập thất 3 năm, hướng tiểu lợi cư sĩ hộ thất. 2 năm 10 tháng, còn 2 tháng nữa thì viên mãn. Cậu ấy biết được giờ đi, niệm Phật giảng sanh. Bạn nghĩ cậu ấy căn tánh gì? Có thể gọi là bậc thượng thượng căn không? Trong 3 năm nhập thất, mỗi ngày một bộ kinh Vô Lượng Thọ, danh hiệu Phật không gián đoạn. Khi đó đến hỏi tôi, tôi dùng phương pháp dạy người niệm Phật, tu tập của lão Hòa Thượng Đế Nhàn. Phương pháp của lão Hòa Thượng thật sự là thiện xảo phương tiện, chính là một câu A-di-đà Phật. Niệm mệt rồi thì bạn nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi thì lại niệm tiếp. Bạn xem, đối với cơ thể, đối với tinh thần không có áp lực gì hết. Mệt rồi thì nghỉ, nghỉ khỏe rồi thì niệm, không phân biệt đêm ngày. Khi nào mệt thì khi đó nghỉ ngơi, nghỉ khỏe rồi dậy tu tiếp. Cậu ta đã dùng phương pháp này. Phương pháp này của Đế Lão hay quá, không có áp lực gì hết. 2 năm 10 tháng, Phật A-di-đà đã rước cậu ấy về thế giới Cực Lạc. Chính là chỗ này nói chuyên tiếp thượng căn. Cậu ấy chính là bậc thượng căn. Nghe được pháp môn này, lòng tin vững chắc, không hề có chút nghi ngờ. Có nghi thì không được, tâm sẽ không thể định được. Cho nên chúng ta thấy có rất nhiều người nhập thức, nhập được 2-3 tháng thì âm thầm trốn ra. Đó là vì sao vậy? Vì họ chịu không nổi. Ở trong thức không có ai nói chuyện với họ. Cho nên không có tính tâm kiên cố thì không dễ đâu. Thời gian 3 năm ở trong thất, không thể đại triệt đại ngộ thì cũng được niệm Phật 8 muội. Điều này chắc chắn làm được. Được niệm Phật 8 muội rồi thì giảng sanh, không còn vấn đề gì nữa. Được niệm Phật 8 muội rồi, đó thật sự là nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Tâm niệm của bạn thông với Phật A-di-đà. Phật đến tiếp dẫn bạn. Bạn xem có thù thắng không? Cho nên nhất định chúng ta không được xem thường niệm Phật đường. Niệm Phật đường như lý, như pháp, còn trang nghiêm thù thắng hơn đạo tràng lớn. Vì sao vậy? Vì có nhiều người giảng sanh. Một người giảng sanh nghĩa là một người thành Phật. 2 người giảng sanh là 2 người thành Phật. Điều này có hay không? Một niệm Phật đường nhỏ
trong đó là cái trạm để Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Thật tin, thật nguyện, thật tu, không thiếu sót cái nào. Giác minh diệu hạnh Bồ Tát thật sự là một niệm Phật đường nhỏ, chỉ có 8 người. 8 người này người nào cũng thành tựu, thế có hay không? Viên mãn rồi. Cuốn Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, cuốn này nhỏ thôi, là tin tiết lộ ra từ chỗ sinh quả. Ấn Quang Đại Sư làm chứng cho vị này, sinh quả là của quỷ thần, không thể tin tưởng. Chỉ có điều này là thật, không phải giả đâu nha. Ấn Quang Đại Sư làm chứng cho. Cho nên cuốn sách này cũng được ghi vào tùng thư của Tịnh Tân. Là tấm gương học Phật cho thời mạt pháp của chúng ta. Ý nghĩa của thượng căn chúng ta cần nên hiểu rõ ràng. Nghĩ lại bản thân mình xem, mình thuộc hạng căn tánh nào. Điều này rất quan trọng. Nếu là thượng căn bắt buộc phải được định, bắt buộc phải khai trí huệ, thế thì khó lắm. Chúng ta không làm được. Pháp môn Tịnh Độ này, nãi Di Đà trú chân thật huệ, tùng chân thật chi tế chi sở, khai hóa hiển thị, cố duy Phật giữ Phật nãi năng cứu cánh. Ở đây nói lên Tịnh Tông có thể thù thắng như vậy, là do Phật A-di-đà từ trong trí huệ chân thật lưu xuất ra. Chân thật chi tế nghĩa là chân như tự tánh, là trực tiếp, nó không phải là gián tiếp. Rất nhiều Phật pháp từ chân thật chi tế thấu qua thức A Lại Gia mà biến hiện ra vô lượng pháp môn. Pháp môn này không thấu qua thức A Lại Gia. Nó gọn gàng, dứt khoát, thấy thì quá dễ, quá đơn giản, cho nên khiến người ta khó tin. Cái lý là như vậy. Mấy câu này rất quan trọng, có thể hóa giải rất nhiều nghi hoặc của chúng ta đối với Tịnh Tân. Đối với pháp môn này, chúng ta luôn luôn có nhiều nghi hoặc. Một câu này có thể hiểu rõ, phục hồi tâm thanh tịnh của chúng ta. Tịnh Tông thường nói, tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Tâm của chúng ta thường có nghi hoặc. Cho nên, nó thường không thể thanh tịnh.
không thể thanh tịnh. Nguyên nhân thứ nhất là có ta, ngã chấp kiên cố. Trong kinh Kim Cang nói là ngã kiến. Ngã kiến là mạt na thức. Ngã kiến, ngã ái, ngã mạn, ngã si. Tứ đại phiền não thường tương tùy. Tứ đại phiền não này sanh ra là có. Cho nên mê chính là căn bệnh này. Giác ngộ rồi thì bạn phục hồi lại bình thường. Bệnh thái này nếu gặp được duyên thì nó sẽ phát bệnh. Không gặp duyên thì không sao. Tuy có bệnh nhân, có tiềm phục, nó không khởi tác dụng. Gặp được duyên thì nó khởi tác dụng, khiến cho những tế bào mạnh khỏe trên cơ thể bạn chuyển biến thành tế bào mang bệnh. Đó chính là bạn bị bệnh. Nguyên nhân chúng ta bị bệnh là như vậy. Cái lý này hiểu rõ ràng rồi, chúng ta quay đầu lại nhìn xã hội ngày nay. Xã hội ngày nay không bình thường. Hỗn loạn trước này chưa hề có. Kể đến xem tình hình địa cầu. Động đất, sóng thần, thời tiết bất thường, ngũ cốc thiếu hụt, hạn hán, ngập lụt, mang theo ô dịch, số lượng lớn động vật biến mất khỏi địa cầu. Đây là hiện tượng vô cùng bất thường. Đây là tai nạn. Tai nạn từ đâu mà có? Là tâm niệm của con người sống trên quả địa cầu này. Cảm ứng nên. Ngày xưa, những người sống trên quả địa cầu này có sự dạy dỗ của lão tổ tâm, sự dạy dỗ của đại thánh đại hiền nhân. Vị thần thánh trong tôn giáo, chư Phật Bồ Tát trong Phật giáo, tâm của cư dân sống trên địa cầu thuần hậu nên có thể tiếp nhận. Cho nên thân tâm mạnh khỏe, gia đình hòa hợp, phong điều vũ thuận, không có những tai nạn tự nhiên nhiều như thế. Ngày nay cư dân trên địa cầu này không cần đến tổ tâm. Chẳng những không cần tổ tâm mà không cần cả cha mẹ nữa. Tự tư tự lợi, khởi tâm đồng niệm đều là tổn người lợi mình. Điều này thật ghê gớm. Cố ý phá hoại sự thăng bằng của sinh thái tự nhiên. Cho nên tạo nên xã hội bất an. Địa cầu nơi đâu cũng tai nạn dồn dập. Cái lý là ở chỗ này.
Nếu như chúng ta thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ, hóa giải tai nạn có khó không? Không khó. Gần đây có một bạn tặng cho tôi một cuốn sách, tên là Giải Độc Mạt Thế Dự Ngôn. Tôi có xem qua, chưa xem hết. Trong đó giảng về lượng tử lực học của thời cận đại, cái nhìn đối với vũ trụ rất gần với giáo lý đại thừa. Tôi nhớ trong đó có nhà khoa học nói, căn cứ sự nghiên cứu của ông ta, ông ta nói trên thế gian này vốn không có vật chất. Điều này rất gần với giáo lý đại thừa. Vật chất là gì? Là hiện tượng ba động. Nó từ lượng tử lực học, là một tia sáng cực kỳ vi tế. Tia sáng này là hiện tượng từng tia liên tục. Ông ta nói tần số của nó không đồng, tần số chậm thì biến thành vật chất, thành sơn hà đại địa. Tần số nhanh hơn một chút thì biến thành hoa cỏ cây cối, các dạng thực vật. Nhanh hơn một chút nữa thì thành động vật. Nhanh nhất là giống như trong tivi của chúng ta ngày nay, đó là nhanh nhất. Ông ta nói hoàn toàn là do tần số ba động không đồng. Ngoài thứ này ra thì vốn không có sự tồn tại của vật chất. Giống như trong kinh Nhân Dương nói, như kinh Bồ Tát Xứ Thai nói, nghĩa là sự đối thoại giữa Bồ Tát Di Lặc và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một khải móng tay có 32 ức bá thiên niệm. Niệm ở đây chính là tia sáng trong lượng tử lực học nói. Rất khó được. Nhưng Phật Pháp nói là cao hơn một lớp nữa. Tia sáng này từ đâu mà có? Lượng tử lực học không nói đến tia sáng này từ đâu mà có. Cho nên Phật Pháp nói đến chỗ rốt ráo là nó vẫn có tự tánh. Danh từ trong kinh Phật gọi là tánh. Sự tánh, bổn tánh, chân tánh, pháp tánh. Nói rất nhiều. Đây là một cách nói pháp thiện xảo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thiện xảo giảng dạy cho bạn biết không nên chấp trước vào danh từ, không nên chấp trước vào ngôn ngữ, đó hoàn toàn là giả. Bạn hiểu cái ý nghĩa của nó là được rồi. Cái đó là thể, nó diễn hằng, nó bất biến. Minh tâm kiến tánh rồi. Khi Lục Tổ Huệ Năng kiến tánh có nói tánh như thế nào? Ngài nói tánh là thanh tịnh. Hà kỳ tự tánh, bổn tự thanh tịnh. Nó vĩnh viễn không bị nhiễm ô. Thật sự như vậy. Vì sao nó không bị nhiễm ô? Vì tướng nhiễm ô này là giả, không có thật, thì làm sao có thể nhiễm ô được nó? Vốn không sanh diệt. Phát hiện tia sáng cực kỳ nhỏ của lượng tử, nó vẫn còn sanh diệt. Tự tánh thì bất sanh, bất diệt. Cho nên trong Phật Pháp nói, phàm có sanh diệt đều không có thật, đều là giả. Thật là bất sanh bất diệt, chân tánh bất sanh bất diệt. Tia sáng này từ đâu mà có? Là từ tự tánh mà có. Cũng có nghĩa là hiện tượng ba động khởi lên từ trong tự tánh. Nhưng tự tánh không phải là ba động. Tự tánh có thể khởi hiện tượng ba động này, điều này rất khó hiểu. Trong Phật Pháp nói, chỉ có chứng ngộ mới biết được. Bản thân bạn khế nhập vào cảnh giới thì bạn sẽ biết được. Không khế nhập cảnh giới, bạn không dễ gì cảm nhận được chân tướng sự thật này. Cho nên Phật Pháp là khoa học.
nói có bằng chứng, phải đích thân bạn chứng mới được. Bạn không thân chứng mà chỉ nghe Đức Phật nói thì không được. Đức Phật chỉ dẫn đường cho bạn, nói cho bạn biết sự thật này. Bản thân bạn bắt buộc phải chứng được. Dùng phương pháp nào để chứng được đây? Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Vọng tưởng là khởi tâm đồng niệm. Nếu bạn có thể, chúng ta nói đến cảnh giới lục căn tiếp xúc lục trần, ở trong đó thật sự đạt được, không khởi tâm, không đồng niệm, không phân biệt, không chấp trước, thì bạn có thể chứng được. Bạn không chứng được chính là những thứ này làm chướng ngại bạn. Bạn khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước thì bạn không thấy được. Cho nên trong Đại Thừa Kinh giáo nói rất hay, thật sự buông bỏ chấp trước, không còn chấp trước vào pháp của thế và xuất thế gian, cửa thứ nhất phá được thì lục đạo luân hồi sẽ không còn nữa. Vì sao vậy? Vì lục đạo luân hồi từ chấp trước biến hiện ra, nó là giả, chẳng phải thật. Có chấp trước thì nó có, không có chấp trước thì nó không có. Đó không phải là thật. Sự thánh pháp giới nằm ngoài lục đạo là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, nó cũng không phải thật. Từ đâu mà có? Từ phân biệt mà có. Bạn có tâm phân biệt thì có cảnh giới này xuất hiện. Đoạn hết phân biệt thì nó không còn nữa. Không khởi tâm, không động niệm thì thập pháp giới không còn. Nó không có thật. Trong Đại Thừa Kinh giáo thường nói, thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai có thật không? Nó cũng không có thật. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không hề nói thật báo trang nghiêm độ của chư Phật là ngoại lệ. Không nói như vậy. Vậy cái gì tạo thành thật báo độ đây? Là tập khí khởi tâm động niệm. Không phải là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là Phật pháp giới trong thật pháp giới. Tập khí của khởi tâm động niệm, nếu tập khí không có thì thật báo độ cũng không còn. Vậy còn lại cái gì? Là quay về tự tánh, gọi là thường tịch quang. Nó là thật, vĩnh hằng bất biến. Trong triết học nói đó là bản thể của vũ trụ vạn vật. Tuy nó không phải là tinh thần, cũng không phải là vật chất, nhưng nó năng sanh, năng hiện. Tinh thần và vật chất, bạn cần nên biết, nó năng hiện không phải là thật. Những hiện tượng sở hiện này đều là sanh diệt. Nghĩa là trong lượng tử lực học phát hiện, tất cả đều là tia sáng cực kỳ dị tị. Tia sáng này là tướng liên tục. Không nói nó là tương tục, mà nói nó là liên tục. Vì sao vậy? Vì mỗi cái nó độc lập riêng. Giống như thước phim của điện ảnh vậy, mỗi cái đều độc lập riêng. Cho nên nó không phải là tương tục, nó là liên tục. Điều này nói rất hay. Tương tục là một thứ, mỗi cái đều như nhau, thế thì được. Nó ở đây không giống nhau, mỗi cái đều không giống nhau. Tuyệt đối không có hai cái tương đồng. Vô lượng kiếp rồi, tìm không ra hai cái tương đồng. Như thế mới tiết lộ được thật tướng của các pháp. Ngày nay người ta nói là tiết lộ bí mật. Bí mật này bị thấy rõ rồi. Đó là chân tướng sự thật. Do đó, tất cả mọi hiện tượng đều là thức biến. Thức là gì? Thức là phân biệt chấp trước. Tâm niệm của chúng ta, tâm niệm thiện thì biến thành thiện, tâm niệm bất thiện thì biến thành bất thiện. Cho nên nếu chúng ta niệm niệm đều là tham sân si mạng thì bất thiện, đó là niệm độc, chắc chắn bạn sẽ bị bệnh. Nếu như niệm niệm của bạn đều là giới định huệ, niệm niệm đều là nhân nghĩa đạo đức,
niệm niệm đều là an định, hòa bình, thì đó hoàn toàn là thiện. Do đó là cảnh giới do tâm niệm bất thiện biến hiện ra. Ngày nay chúng ta giác ngộ rồi, lập tức sửa đổi lại tâm niệm có được hay không? Được. Có hiệu quả không? Có hiệu quả. Tai nạn sẽ không còn nữa. Bạn xem, người niệm Phật có giỏi không? Người trên thế gian này đều niệm ác, đều niệm bất thiện, tai nạn khởi lên. Người niệm Phật hàng ngày niệm Phật A-di-đà, tai nạn khởi lên thì họ về thế giới cực lạc. Cõi ta bà này không liên quan đến họ. Điều này rất hay. Người tín ngưỡng tôn giáo, họ niệm Thượng Đế, họ niệm Thần. Niệm niệm họ nghĩ đến lời dạy của Thần Thánh. Họ y giáo phụng hành, họ cũng được về thiên đường. Trong Đại Thừa Giáo dạy chúng ta rằng cõi trời có 28 tầng trời, đều rất thù thắng. Phước báo của cõi trời, cõi nhân gian chúng ta không thể sánh được. Họ thọ mạng lâu. Người Trung Quốc chúng ta nói, người Ấn Độ gọi là trời Đao Lợi, người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ở trời dục giới, đừng nói những điều thù thắng khác, chỉ nói về thọ mạng. Trời Đao Lợi và chúng ta ở đây có thời gian khác nhau. Cõi nhân gian 100 năm bằng trời Đao Lợi 1 ngày. Thọ mạng của cõi trời Đao Lợi là bao nhiêu? Thời gian của họ ở đó 1 năm cũng là 360 ngày. Đứng về mặt chu vi tròn mà nói, một vòng tròn có 360 độ, 1 năm là 360 ngày. 1 ngày của họ bằng 100 năm của cõi nhân gian chúng ta. 1 năm của họ bằng 3 vạn 6 ngàn năm của chúng ta. Thọ mạng của họ là 1.000 tuổi. Phước báo lớn. Càng lên trên thì thọ mạng càng cao hơn. Một ngày ở cõi trời Dạ Ma bằng cõi nhân gian chúng ta 200 năm. Thọ mạng của họ là 2.000 tuổi. Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời thứ tư, cõi trời Đầu Suất. Một ngày của cõi trời Đầu Suất bằng 400 năm của cõi nhân gian. Thọ mạng của họ 4.000 tuổi. Cho nên Bồ Tát Di Lặc ở cõi trời Đầu Suất thọ mạng hết mới đến thế gian này để thành Phật. Đức Phật Thích Ca nói cho chúng ta biết như vậy. Bây giờ chúng ta tính thử xem còn bao lâu nữa. Còn 56 ước 7.000 vạn năm sau, Bồ Tát Di Lặc sẽ đến thế giới của chúng ta. Thế giới của chúng ta có hủy diệt hay không? Không. Thế giới này có tai nạn lớn hơn nữa thì cũng không hủy diệt được. Tương lai Bồ Tát Di Lặc còn đến đây thành Phật mà. Cho nên ý niệm làm chủ tất cả. Điều này là có thật. Tôi thấy những bài báo cáo này của các nhà khoa học. Giải đầu Mạt Thế Dự Ngôn, trong đó nói rất có lý. Cho nên hiểu được lý này rồi thì tai nạn có hiện tiền cũng không sợ. Biết được phương pháp hóa giải, chuyển lại tâm niệm là hóa giải được. Nhưng phải cần ý thức tập thể mới có hiệu quả. Ý thức tập thể, chúng ta kêu tất cả mọi người trên thế giới này hồi tâm hướng thiện. Điều này không làm được. Họ không tin. Họ nói đó là tôn giáo, là mê tín. Thế phải làm sao đây? Chúng ta tìm đến những người tin tôn giáo, những người mê tín này. Những người mê tín này đoạn ác tu thiện. Chúng ta thay đổi thì họ cũng có lợi vậy. Tuy họ có lợi đó, nhưng họ vẫn xem thường chúng ta. Chúng ta không nên để ý, không nên để trong lòng. Tóm lại, cứu người, cứu mình, đó là việc tốt. Tuy phải chịu đựng sự sỉ nhục rất nhiều, nhưng đó là tiêu nghiệp dưỡng cho chúng ta. Có gì là không tốt đâu.
Cho nên người học Đại Thừa Kinh giáo, mấy năm gần đây tôi thường nói, Đức Phật nói cho chúng ta biết, thế gian này giờ giờ là tốt, ngày ngày là tốt. Tôi tiếp theo hai câu, người người là tốt, việc việc là hay. Như thế thì chúng ta sống trên thế gian này sẽ vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao. Tôi cảm thấy thế gian này rất đẹp, không có người ác. Họ làm ác là do nhất thời hồ đồ, mê thất đi tự tánh. Bổn tánh bổn thiện, chúng ta tin tưởng bổn tánh của họ là thiện. Nhân chi sư tánh bổn thiện. Họ bất thiện là vì họ không có được sự giáo dục tốt, họ học điều xấu. Xã hội ngày nay học điều xấu rất dễ dàng. Có rất nhiều thầy giáo dạy bạn học điều xấu. Thầy giáo đầu tiên chính là TV. Ngày nay thầy giáo Internet còn lợi hại hơn thầy giáo TV nhiều. Nó đã dạy bạn đó. Ngày nào bạn cũng học với nó. Chẳng có ngày nào là không thân cận nó. Bạn có thể không học điều xấu được chăng? Đó là chuyện không thể. Ngay cả chư Phật Bồ Tát mà học với nó, tôi tin rằng cũng sẽ học điều xấu. Cho nên chúng ta chỉ có duy nhất một phương pháp. Tôi chẳng thể hạn chế TV của bạn không chiếu, nhưng tôi có quyền không coi. Đạo tràng của chúng ta có không ít những gia đình học Phật trong nhà không có TV. Có TV nhưng không bắt được sóng vì không có anten. Họ đã mở đĩa giảng của chúng tôi. Hàng ngày chúng ta tiếp xúc là chư Phật Bồ Tát. Hàng ngày tiếp xúc là sự dạy dỗ của Thánh Hiền. Chúng ta gián đoạn với những tin tức bên ngoài. Tôi đã hơn 40 năm, gần 50 năm rồi, không xem TV, không nghe đài, không đọc báo, không đọc tạp chí. Cho nên nhiều người nói về tai nạn, đến hỏi tôi nói không có. Mỗi ngày thiên hạ đều thái bình, cuộc sống rất tốt, không hề có việc gì phải lo lắng cả. Đó chẳng phải là vấn đề của tâm sao? Bạn chịu buông bỏ thì chẳng có chuyện gì. Buông bỏ TV, buông bỏ đài, tất cả mọi môi giới đều buông bỏ. Buông bỏ báo, buông bỏ tạp chí, thậm chí ngay cả sách cũng buông bỏ. Nhà sách hiện nay không giống như nhà sách ngày xưa. Nhà sách 60 năm trước, bạn bước vào có khí phách của sách, tư trường rất tốt. Bạn bước vào thư viện, bước vào nhà sách, tâm bạn an định, cảm giác rất hay. Ngày nay thì không. Ngày nay bước vào nhà sách, tư trường ở đó không tốt. Nguyên nhân vì sao vậy? Vì nội dung những cuốn sách trên kệ không tốt. Khi tôi còn trẻ, tôi rất thích đến các nhà sách. Đi đến thư viện, bây giờ thì không đi nữa. Bây giờ chỗ tôi ở, trong phòng để toàn là kinh sách. Kinh sách của Phật giáo, những kinh sách của tôn giáo khác, tôi cũng sưu tập. Sách của Trung Quốc, tứ khố toàn thư. Tứ khố hồi yếu, tôi chỉ để những loại sách này. Những loại sách này tư trường rất tốt. Xã hội ngày nay người tốt ít, không tìm được người bạn tốt. Chúng ta làm bạn với các bậc cổ nhân, làm bạn với chư Phật Bồ Tát, hay. Họ vĩnh viễn không thay đổi.
Từ đó cho thấy hạnh phúc hay tai nạn đều do chính bản thân mình lựa chọn mà thôi. Bạn đừng trách người khác, trách người khác là sai rồi. Do mình lựa chọn thôi. Cuộc đời này bạn chọn hạnh phúc mỹ mãn thì thật sự sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Nếu bạn chọn những điều thập ác, sát đạo, giáp dục, bạn chọn những thứ này thì cuộc sống của bạn sẽ phải chịu tai nạn dập dùi. Cho nên tôi thấy rất nhiều dự ngôn rồi, tôi không hề cảm thấy lạ lùng chút nào. Tôi biết được rất nhiều tai nạn, vì sao nó có, vì sao lại có tai nạn. Tôi cũng biết được phương pháp hóa giải. Chẳng phải việc khó. Cho nên thế giới cực lạc là trí huệ bát nhã trong tự tánh vốn sẵn có của Phật Di Đà. Nghĩa là chân thật huệ từ chỗ này khai hóa hiển thị. Khai là khai mở, mở cửa ra. Hóa là giáo hóa. Dùng phương pháp nào để giáo hóa? Dùng phương pháp hiển thị. Ngày nay chúng ta nói thân hành chính là hiển thị, ngôn giáo. Bản thân làm để cho mọi người thấy, mọi người tin tưởng. 48 nguyện của Phật A-di-đà, nguyện nào Ngài cũng làm được. Nói được làm được, không câu nào giả hết. Cho nên được người khác tin tưởng rốt cuộc là quay về điều gì? Chỉ có người minh tâm kiến tánh mới biết được. Di Đà chi nhất thừa nguyện hải, lục tự hồng danh, viên dung cụ đức, siêu tình ly kiến, cử thể thị sự lý vô ngại, sự sự vô ngại chi nhất chân pháp giới, cổ phi tư lượng phân biệt chi sở năng trị, ngữ ngôn gian tự chi sở năng cập, cố dân phi cửu giới tự lực sở năng tính giải. Đoạn này hơi dài một chút. Thật sự niệm công đã vì chúng ta mà giảng nói rõ ràng. Sự vĩ đại của Tịnh Tông là ở chỗ Di Đà nhất thừa nguyện hải. Hải là hình dung từ, là đại nguyện, hoàn nguyện. Nguyện điều gì vậy? Mong tất cả chúng sanh trong một đời đều được viên thành Phật đạo. Đây gọi là nhất thừa nguyện hải. Nhất thừa là thành Phật. Nhị thừa là nói gì? Đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa là Bồ Tát, tiểu thừa là A La Hán. Tịnh Tông không mong các bạn thành A La Hán, thành Bồ Tát, không mong điều này. Tịnh Tông mong bạn đời này chứng được viên mãn giống như Phật A Di Đà. Đây là bổn nguyện của Di Đà. Hơn nữa dùng phương pháp quá vi diệu. Dùng lục tự hồng danh, trên thực tế chỉ có bốn chữ A-di-đà Phật. Đại sư Liên Trì niệm Phật chỉ niệm bốn chữ. Trong Trúc Sông Tùy Bút có ghi lại một đoạn như sau: có người định thỉnh giáo với Ngài, Hòa Thượng niệm Phật, Ngài niệm cách nào? Niệm bốn chữ. Còn dạy người khác sáu chữ. Vì sao lại khác nhau? Ngài nói, đời này tôi quyết định phải giảng sanh về thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà, cho nên không thêm vào những lời khách sáo. Trong kinh nói rất rõ ràng, chấp trì danh hiệu là bốn chữ. Ý nghĩa của chữ Nam Mô, Nam Mô là cùng kính, là quy y là quy mạng.
Những lời khách sáo này thì miễn đi. Tôi dạy người khác, người khác không có tâm nguyện thật sự cầu giảng sanh. Cho nên thêm vào chữ quy y A-di-đà Phật, quy mạng A-di-đà Phật, kết duyên với Phật A-di-đà, đời sau lại tiếp tục niệm, là ý nghĩa như vậy. Thật sự một đời này giảng sanh thì bạn nên học Đại sư Liên Trì, miễn đi những lời khách sáo. Chúng ta làm thật chứ không làm giả. Làm thật là bốn chữ A-di-đà Phật. Bốn chữ này viên dung cụ đức. Bốn chữ này có thể phiên dịch nhưng không dịch. Vì sao lại không dịch? Tôn trọng không dịch. Dịch thành ý nghĩa của Trung Quốc thì A dịch là vô, Di Đà dịch là lượng, Phật dịch là giác, vô lượng giác. Vô lượng giác là đối với ai mà nói? Là đối với chân như bản tánh mà nói. Cho nên nó là danh hiệu của tánh đức. Niệm A Di Đà là niệm tự tánh của chính mình. Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta rằng tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Phật A Di Đà chính là đức tướng trí huệ Như Lai. Vô lượng trí huệ, vô lượng đức, vô lượng tướng hảo. Niệm tự tánh chứ không niệm gì khác. Cho nên viên dung cụ đức, viên dung cụ đức, chúng ta dùng một câu này trong kinh Hoa Nghiêm thì ba việc trí huệ, đức năng, tướng hảo đều đầy đủ, không hề thiếu điều nào. Siêu tình ly kiến, tình là tình chấp, ở đây không có tình chấp. Kiến là ngã kiến. Tình, người Trung Quốc nói thất tình ngũ dục. Kiến là ngã kiến. Trong bốn loại phiền não của mạt na thức, từ ngã kiến phát sinh ra ngã ái, ngã mạn, ngã si. Chỉ cần không còn ngã kiến thì những cái sau sẽ không còn nữa. Cho nên nửa kinh Kim Cang phía sau dạy bạn ly kiến, phá tứ kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Phá được tứ kiến rồi thì bạn siêu lên thập pháp giới. Phía trước nói về bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Phá được tứ tướng thì bạn siêu diệt lục đạo luân hồi. Tứ kiến phá rồi thì siêu diệt thập pháp giới. Nghe danh hiệu Phật, chúng ta đạt được chủng tử giảng sanh thế giới Cực Lạc. Nếu nghe xong hoài nghi, chẳng nghĩ đến thế giới Cực Lạc, sẽ giống như chủng tử hư nát. Tuy có chủng tử, chẳng thể thành tựu. Nếu quý vị có duyên tiếp xúc kinh điển này, pháp môn này, nghe danh hiệu, có thiện hữu giới thiệu, giải thích, giảng rõ với quý vị, giúp quý vị đoạn nghi sanh tín, quý vị thật sự tiếp nhận, thật sự tin tưởng, phát nguyện cầu sanh tịnh độ. Thật sự từ hôm nay trở đi, quý vị niệm A Di Đà Phật,
có thể buông xuống dạng duyên. Nay chúng tôi khuyên dạy người khác đều là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một câu Di Đà. Quý vị quyết định có thể thành tựu trong một đời này, suốt đời diễn diễn chẳng thay đổi. Bất luận công việc bận rộn như thế nào, đều niệm Phật chẳng gián đoạn. Hãy cần dùng đầu óc, bèn buông niệm Phật xuống để làm gì? Làm xong, Phật hiểu liền hiển tiền. Như thế cũng là liên tục chẳng dứt, tình niệm tiếp nối. Vì thế pháp môn này thật sự thù thắng. Bất luận làm loại việc gì cũng đều chẳng có trở ngại, đều có thể giúp quý vị thành tựu. Trong hết thảy các pháp môn, pháp môn này thuận tiện khôn sanh. Đó là trọn đủ nhân duyên. Giống như quý vị có hạt giống, có đất, phân nước, ánh sáng mặt trời, lại còn có người chăm sóc kỹ lưỡng, nhất định sẽ tăng trưởng vô cùng tốt đẹp.